Trích đoạn trong kinh Amattha. Này Amattha, câu hỏi hợp lý này được đem ra hỏi ngươi, dầu không muốn ngươi cũng phải trả lời. Nếu ngươi không trả lời hoặc trả lời tránh qua một bên vấn đề khác, kiểu im lặng hoặc bỏ đi, thời ngay tại chỗ đầu ngươi sẽ bể ra làm 7 mảnh. Này Amattha, ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi có nghe các Bà La Môn, trưởng lão, Tông Túc, giáo sư và tổ sư nói đến nguồn gốc của dòng họ Kanha Yana không? Ai là tổ phụ của dòng họ Kanha Yana? Lần thôi sư tóm gọn lại xuống dưới thì có già xoa cầm cái chày ra để mà đe dọa. Thì vị này hỏi đó, thưa sư, một người hiền như Đức Phật của chúng ta, một người bảo các đệ tử của mình phải từ bỏ sát sanh, từ bỏ bảo người khác sát sanh. Ấy vậy mà trong kinh điển, chỉ vì không trả lời câu hỏi của ngài mà ngài lại cho người đó đầu bể ra làm 7 mảnh. Rồi còn có già xoa kế bên chờ cho người ta sơ hở là đập đầu người ta làm 7 mảnh. Trong khi ở các bài kinh khác người ta phỉ báng ngài, hại ngài, Thế Tôn còn từ bi bỏ qua không để ý đến. Đây có phải bằng chứng rõ ràng nhất cho việc chính kinh điển nguyên thủy cũng đã bị thêm bớt những tình tiết hư cấu làm ảnh hưởng và phỉ báng Thế Tôn vĩ đại của chúng ta? Quý vị không có đọc, quý vị phải đọc hết, phải đọc hết trọn vẹn bài kinh. Cái sự trích dẫn kinh kiểu này là sự trích dẫn kinh chết người chứ không phải chơi. Quý vị mở cái kinh này, quý vị chờ tôi tí xíu. Đây. Ban đầu đó là thanh niên Amattha đến phỉ báng nhục mạ Đức Thế Tôn. Phỉ báng nhục mạ Đức Thế Tôn, phỉ báng dòng họ Thích Ca, phỉ báng dòng họ Thích Ca đấy, phỉ báng dòng họ ngài là đê tiện đấy, là ác độc đấy, là khinh suất đấy. Thì Amattha đã phỉ báng như vậy suốt 3 lần, 3 lần liên tục. Thì Đức Thế Tôn vì lòng đại bi mới hỏi Amattha là khi mà ông nói như vậy đó thì ông có biết về cái nguồn gốc dòng họ của ông hay không? Quý vị nên nhớ là Đức Thế Tôn không bao giờ nổi sân với bất cứ ai. Đấy. Có nghĩa là gì? Thanh niên Amattha đến đến kiếm chuyện, đến kiếm chuyện trước, đến đến kiếm chuyện trước. Nhưng mà thanh niên Amattha là cố tình lờ đi cái nguồn gốc dòng họ của mình. Thành ra Đức Thế Tôn mới hỏi là khi ông nói như vậy đó thì ông có biết gì về cái nguồn gốc dòng họ của ông hay không? Đấy. Và xin thưa đó, khi mà Đức Thế Tôn hỏi ai đó một câu hỏi một cách đúng đắn mà người đó không trả lời mà đầu óc người đó phải bị vỡ ra, quý vị nên hiểu rằng đó không phải là sự nguyền rủa của một vị chánh đẳng giác, đó không phải là sự trừng phạt của một vị chánh đẳng giác, mà đó là do cái đức của ngài, do cái ác nghiệp mà cái chính cái người, cái đối tượng họ đã tạo. Cái nghiệp đó là nghiệp gì? Cái nghiệp chống đối một vị chánh đẳng giác. Giống như Đề Bà Lạt Đa hại Đức Thế Tôn, lăn đá hại Phật, xua voi hại Phật, thuê người giết Phật, chia rẽ tăng đoàn,
cho đến cuối cùng ông bị đất rút. Thì cái sự mà ông bị đất rút đó không phải là Đức Thế Tôn nguyền rủa Đề Bà Lạt Đa, mà do cái ác nghiệp ông đã tạo, cho nên là quả địa cầu không thể chứa nổi, không thể chứa nổi Đề Bà Lạt Đa. Hoặc như nàng Kinh Cha đụng bụng để phỉ báng Đức Thế Tôn, sau khi mà nàng đi khuất mắt Đức Thế Tôn rồi đó, thì nàng bị đất rút đi xuống địa ngục. Không, cái người mà họ học đạo không đúng, họ có thể hiểu lầm rằng Đức Thế Tôn nguyền rủa con người đó, trừng phạt con người đó. Không phải, do nghiệp của họ, họ tự họ làm, tự họ chịu. Cũng vậy, thanh niên Âm Bách Thá đã phỉ báng Đức Thế Tôn, phỉ báng dòng tộc Đức Thế Tôn, và đó là một nghiệp rất là lớn. Và Đức Thế Tôn vì lòng đại bi cho nên ngài hỏi thanh niên Âm Bách Thá, nhưng mà thanh niên Âm Bách Thá vẫn cố tình không trả lời, không có nhận cái sự giúp đỡ của Đức Thế Tôn, mà vẫn tiếp tục ngoan cố chống đối Đức Thế Tôn. Mà chính điều đó chính là ác nghiệp của thanh niên Âm Bách Thá, mà chính cái ác nghiệp đó sẽ khiến vị thanh niên này bị tai họa, đó là đầu bể ra làm 7 mảnh. Đó là do chính tự họ tạo nghiệp họ, chứ không phải Đức Thế Tôn, không phải Đức Thế Tôn nguyền rủa hay trừng phạt bất cứ ai, nên nhớ như vậy. Và sự hiện hữu của vua trời Đế Thích dưới cái hình dạng là giả xoa đó cũng là để cho thanh niên Âm Bách Thá có cái lòng kinh sợ mà trả lời. Chứ bản thân nếu như vua trời Đế Thích không xuất hiện dưới hình dạng mà giả xoa đó, thanh niên Âm Bách Thá không thấy được cái sự kinh sợ đó mà vẫn ngoan cố, thì xin thưa không, giả xoa không có làm cái gì họ, cho Đế Thích không có làm gì họ, cho không có giết hại họ, nói Đức Phật cũng không có nguyền rủa, không có trừng phạt họ, mà chính họ sẽ bị chính cái ác nghiệp của họ nó trổ quả ngay lập tức, và họ sẽ chết ngay tại chỗ. Do đó, vì lòng từ bi, vì lòng đại bi cho nên Đức Thế Tôn nhắc nhở thanh niên Âm Bách Thá. Vì lòng đại bi cho nên vua trời Đế Thích xuất hiện với hình tướng giả xoa để làm duyên cho thanh niên Âm Bách Thá có thể buông đi cái sự chống đối một vị chánh đẳng chánh giác. Nhờ đó thanh niên Âm Bách Thá thoát chết, chứ không phải là do Đức Thế Tôn sân si, hoặc là Đức Thế Tôn có cái lòng hãm hại thanh niên Âm Bách Thá. Thành ra đọc kinh phải đọc hết, đọc kinh phải đọc, và phải đọc cho rõ, đọc cho rõ, chứ không phải là cái kiểu mà mình đọc đọc không có kỹ đó, rồi mình nói là Thế Tôn là không có bỏ qua cho thanh niên Âm Bách Thá, mà ngài lại khiến cho thanh niên Âm Bách Thá là đầu bể ra làm 7 mảnh, thì không phải. Phật không có khiến, mà Đức Phật biết vì cái ác nghiệp của thanh niên Âm Bách Thá nó sẽ trổ quả ngay lập tức, nếu như cái người thanh niên này vẫn tiếp tục làm cái ác nghiệp là chống đối Đức Thế Tôn. Cho nên vì lòng đại bi ngài mới nhắc nhở. Chúng ta không thể nào nói nhắc nhở như vậy là Đức Thế Tôn là hù dọa, không phải. Nên hiểu cho kỹ. Rồi thôi, tôi trả lời thêm một câu hỏi nữa.